Vâng, rửa tay và rửa tay. Đây là điều mà chúng ta đã nói với nhau có lẽ là trong vòng 1-2 tháng vừa rồi. Chúng ta đã bắt đầu quan tâm hơn đến điều này. Mặc dù trước đây thì vẫn có thực hiện nhưng có lẽ nó chưa thành một cái ý thức và chưa thành một cái suy nghĩ rằng đây là một trong những cách rất là hữu hiệu để có thể bảo vệ bản thân. Và trong cái câu chuyện ngày hôm nay, như quý vị thấy là rất là nhiều tin tức, rất là nhiều hoạt động của cộng đồng, của mỗi một cá nhân đã đều đang chung tay vào để làm những cái việc dù nhỏ, dù lớn nhưng đều rất là thiết thực và ý nghĩa để cùng nhau chống lại đại dịch SARS-CoV-2. Và Hồng Minh tin là với tất cả sự nỗ lực đó thì những tín hiệu tích cực đang đến với chúng ta rồi. Nhưng mà bên cạnh đấy thì vẫn có một vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm, đúng không ạ? Bên cạnh sức khỏe, đó là câu chuyện về giáo dục. Đây không phải là điều mà lần đầu tiên chúng ta nói, nhưng ngày hôm nay thì bây giờ và ở đây muốn quý vị, chúng ta sẽ cùng nghĩ sâu hơn những vấn đề liên quan đến câu chuyện không chỉ ảnh hưởng của giáo viên mà cả học sinh nữa. Các con đã, đang và sẽ học như thế nào nếu như tình trạng này sẽ còn diễn ra, và câu chuyện dạy học online đang được thực hiện ra làm sao và làm sao để nó thực sự là hiệu quả và có thể song hành được cùng với quá trình giáo dục. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này với hai khách mời đang có mặt tại trường quay của chúng tôi ạ. Xin được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, là giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Vâng, và khách mời thứ hai chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Trần Thị Thanh Thủy, là giám đốc chuyên môn của hệ thống giáo dục Alpha. Thưa hai thầy cô, có lẽ là không phải đến bây giờ chúng ta mới nghĩ đến câu chuyện học sinh của chúng ta đang như thế nào, đúng không ạ? Là những người rất là sát với hoạt động giáo dục và các con học sinh, sinh viên. Hẳn hai thầy cô cũng thấu hiểu là trong suốt 1-2 tháng vừa rồi các con nghỉ ở nhà hoặc là học online thì có rất nhiều những cái tâm sự, những cái nỗi niềm, bởi vì chưa bao giờ các con như thế cả. Thì bây giờ xin mời hai vị khách cũng như khán giả của Bây Giờ Và Ở Đây sẽ cùng xem một clip để lắng nghe những tâm trạng, những suy nghĩ của các bạn học sinh như thế nào nhé. Vui được đồng hành cùng các em để khám phá một tác phẩm viết về mùa xuân, đó là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của tác giả Thanh Hải. Áp dụng học trực tuyến và học qua truyền hình đang là một giải pháp được ngành giáo dục áp dụng cho học sinh tại nhiều tỉnh thành hiện nay trong tình cảnh học sinh nghỉ học vì dịch SARS-CoV-2. Đây thực sự là một chuyển đổi lớn đối với học sinh, tạo nên những tâm lý xáo trộn nhất định, nhất là với các bạn học sinh cuối cấp. Có một vài kiến thức thì lúc mà em muốn hỏi thì nó cũng hơi khó khăn ạ. Tại vì nếu mà xem trên TV không thì cũng chỉ nghe lý thuyết rồi, là nên là có những cái mình không hiểu mình cũng không thể hỏi được. Em thấy là các thầy các cô giảng nhưng mà nó không đọng ở lại ở trong đầu của học sinh nhiều như là các cô giảng ở trên lớp. Tại vì là nó cứ trôi tuần theo một cái quá trình như thế. Thực ra nó cũng đòi hỏi, thứ nhất là bản thân mình phải có ý thức. Với thứ hai là ở nhà cái môi trường của mình nó không tập trung và nó không hoàn toàn, nó vẫn khá là tự do. Nên là mình vẫn là mình muốn làm gì cho, vẫn muốn làm những cái công việc của mình. Và đôi điều đấy làm mình sao nhãng, mình không... thực sự tập trung được vào cái bài giảng. Để chia sẻ lo lắng với con, nhiều gia đình các phụ huynh còn ngồi trực tiếp tham gia liên tục và sát sao các buổi học trực tuyến. Cha mẹ cùng con học trực tuyến cũng chính là hành động góp phần chung tay chống lại dịch bệnh. Bởi vì có bố mẹ học thì thứ nhất là con cũng có người để tương tác trong những lúc mà nó mắc, trong lúc học. Thứ hai là ấn định cái thời gian đấy cho con để vào cái lớp sinh hoạt trong gia đình. Ví dụ là tham gia cùng con như thế này thì thứ nhất là mẹ cũng hiểu theo cách học của con như nào. Thậm chí là bố mẹ cũng lại được học lại những cái kiến thức mà trước kia mình đã học. Sinh trong mùa nghỉ vì SARS-CoV-2,
Như chúng ta vừa thấy là trong phóng sự vừa rồi thì chúng tôi đã phỏng vấn online các em học sinh cũng là để chung một cái tinh thần là đảm bảo sự an toàn cho các em, hạn chế đi ra ngoài trong thời gian này. Và chúng ta cũng thấy là đa phần tâm trạng của các em là cũng có những cái sự lo lắng nhất định. Bởi vì đối với các bạn cấp 1, cấp 2 là một câu chuyện, nhưng đối với các bạn lớp 9 và đặc biệt là lớp 12 nữa, hai cái lớp cuối cấp liên quan đến việc thi và chuyển cấp học, thì đây thực sự là vấn đề mà các gia đình và cả các thầy cô nữa cũng rất là đau đầu và rất là quan tâm. Không biết là khi xem phóng sự vừa rồi, khi lắng nghe những tâm sự của những cái phụ huynh, những học sinh, thì không biết hai thầy cô có suy nghĩ gì ạ? Mời cô Thủy ạ. Thực ra thì những cái lời tâm sự của các vị phụ huynh cũng như là học sinh ấy, thì đối với hệ thống giáo dục Alpha chúng tôi là chúng tôi cũng nắm bắt được. Và trên cái cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái chương trình dạy học online, nó khắc phục được tối đa những cái hạn chế trong cái dạy học tương tác trên truyền hình như hiện nay đang... Vâng. Điều đấy có nghĩa là cái quá trình dạy học online cũng mang lại những cái khó khăn nhất định cho các con đúng không ạ? Dạ, đương nhiên ạ. Bởi vì này, chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội rất lớn để thay đổi cái cách dạy và cách học của chúng ta từ cái mô thức truyền thống sang một cái cách rất là hiện đại, rất là cập nhật. Cho nên nó có những cái bối rối ban đầu là tất nhiên, vì không những học sinh mà cả thầy cô cũng cần phải làm quen với nó. Cho nên đấy là những biểu hiện rất bình thường. Và trong quá trình đó thì chúng ta sẽ thấy có một số cái mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa quen, chúng ta nghĩ nó khó. Thực ra nó không phải vấn đề lắm đâu. Đấy, chứ còn cá nhân mình nghĩ vài hôm nó sẽ tốt thôi. Không biết là liệu vài hôm nữa có tốt được hay không, bởi vì tôi thấy rằng là cái câu chuyện mà chúng ta đang chuyển từ dạy học truyền thống có một cái lịch sử là rất rất là nhiều năm rồi đến sang một cái bước mới đấy là dạy học online, thì rõ ràng nó cũng đang đặt ra những cái, tất nhiên là cơ hội tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng mà cả những thách thức nữa cho nhà trường đúng không ạ? Cái này mình có ý kiến này, thực ra thì do chúng ta bị bất ngờ quá, và cái sự bất ngờ đó thì nó lại không có cái kế hoạch dài hạn và rõ ràng. Tức là thậm chí có những lúc chúng ta vì dịch mà, cho nên chúng ta cứ tăng cái thời lượng nghỉ. Cho nên mọi người đều làm việc theo cái cách là hơi đối phó một chút mà nó không có kế hoạch. Do đó ban đầu bối rối là chắc chắn. Nhưng mà nếu chúng ta xác định cái việc chuyển đổi số đấy, cái việc chuyển đổi dạy học sang một cái phương thức mà phối hợp giữa nhiều hình thức khác nhau một cách rất dài hạn, thì chúng ta sẽ giải quyết được từng bước một và nó sẽ tốt lên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn nghĩ đây là một cái cách mà gì chỉ đối phó tình huống trong thời gian ngắn, sau đó chúng ta lại quay lại cách cũ, thì chắc chắn vấn đề nó sẽ không được giải quyết. Cho nên chúng ta phải xác định ngay từ đầu. Vâng. Tôi đồng ý với sự lạc quan của anh Nam. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta lại nói một câu chuyện trong ngắn hạn. Bởi vì các con học sinh lớp 9 và lớp 12 đang phải chờ đón và sắp tới đây là đối diện với kỳ thi tốt nghiệp rồi đúng không ạ? Nó không phải là câu chuyện để chúng ta chuẩn bị trong vòng 1 năm, 2 năm hay một kế hoạch lâu dài, mà nó rất là đột xuất và ngay ở trước mắt. Thì không biết là ở góc nhìn của cô Thủy, cô thấy là các con đang phải đối diện với những cái khó khăn gì và điều gì đây có thể giúp các con vượt qua? Hiện nay cái kế hoạch mà nghỉ vì phòng chống dịch Covid-19 ấy, nó cũng chưa biết là sẽ đến bao giờ thì sẽ kết thúc. Cho nên là hiện nay là cả các cơ sở giáo dục lẫn phụ huynh lẫn học sinh cũng chưa biết là cái giới hạn kiến thức mà cần phải thi vào 10 hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia nó sẽ dừng lại ở cái phạm vi nào. Cho nên là cái khó khăn đầu tiên ấy là liên quan đến cái phạm vi kiến thức sẽ thi là bao, là đến cái giới hạn nào. Cho nên là dễ có tâm trạng chơi vơi và hoang mang đúng không ạ? Dạ đúng rồi, rất chính xác. Bởi vì là như thế thì Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ quan chủ quản cũng cần thiết là phải đưa ra những cái quyết định nó rõ ràng hơn dựa trên cái thời lượng kiến thức mà học sinh đã học được, chí ít là hết học kỳ 1 và đến một phần nhỏ của học kỳ 2, để dựa trên đó thì nhà trường cũng như là học sinh, phụ huynh học sinh có cái kế hoạch để ôn tập cho các con để kịp cái thời gian thi cử của con. Dạ. Như vậy là vấn đề đối với những học sinh cuối cấp, đặc biệt là lớp 9 và lớp 12, thì vấn học online nó không chỉ tập trung vào học những kiến thức mới nữa, mà đây là giai đoạn các con cần phải ôn và để có thể có một kết quả thi tốt. Thì không biết là đối với nhà trường thì nhà trường đã có một cái sự chuẩn bị như thế nào để khắc phục được những cái khó khăn trong quá trình dạy học hoặc là ôn thi online cho các con? Mà chương trình chúng ta còn chưa biết là sẽ trọng tâm ở đâu để thi đúng không ạ? Đúng là chúng ta chưa biết là cái trọng tâm chương trình đến đâu, nhưng mà chúng ta chí ít là cũng biết là các con đã qua được hết kỳ 1 và độ khoảng 2 đến 3 tuần của học kỳ 2. Cho nên là ở trường của chúng tôi thì ở những cái thời gian mà nghỉ dịch ấy, thì là nhà trường cũng đã chủ động ôn thi đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 qua hình thức là hỗ trợ online, dựa trên những cái nền tảng kiến thức mà các con đã học được trong kỳ 1 và một phần nhỏ của học kỳ 2. Cái này ở góc độ một người mà dạy trực tuyến rất là lâu năm như tôi, thì thực ra tôi thấy cái câu chuyện nó khá là rộng là như thế này. Ở góc độ nhà trường thì cần phải biết cái nội dung kiến thức để có thể ôn luyện được cho học sinh như chị Thủy nói rất đúng. Nhưng mà ở góc độ rộng hơn thì tôi nghĩ Bộ Giáo dục cũng đã nhìn thấy vấn đề, bởi vì đã cho những cái quyết định như là thừa nhận cái kết quả học
online, kết quả học nhé, chứ không phải kết quả thi đâu. Và hai nữa là sắp tới sẽ điều chỉnh cái chương trình thi một chút để cho nó phù hợp. Và chúng ta nếu nhìn trong dài hạn, chúng ta thấy là các con học 12 năm mà cái dịch này mới xảy ra trong vòng khoảng 2 tháng. Như vậy thì cái phần kiến thức bị ảnh hưởng nó là một khúc ngắn thôi. Và nếu chúng ta coi cái việc tốt nghiệp trung học phổ thông hay là tốt nghiệp trung học cơ sở ấy, nó là một quá trình rất dài, chúng ta điều chỉnh một chút thì nó cũng không phải vấn đề quá. Hai nữa là cái kết quả thi tốt nghiệp hàng năm nó đều khoảng 94-95%, thậm chí cao hơn. Cho nên là vấn đề nó là điều chỉnh làm sao để cho tối ưu được cái cách thôi, chứ nó không phải khủng khiếp lắm. Vâng, tôi luôn thấy là anh Nam luôn có những cái nhìn tích cực và rõ ràng là cách mà chúng ta nhìn mọi thứ tích cực lên, nhìn ở cái khía cạnh là tốt của nó thì rõ ràng giúp chúng ta là thích ứng với những cái hoàn cảnh nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên như hai thầy cô vừa lắng nghe học trò của chúng ta phản ánh đấy ạ, dù không phải học trò trực tiếp của hai anh chị, thế nhưng mà các con cũng nói là học qua online các con thấy nó chưa hiệu quả. Các thầy cô nhiều khi là giảng nó cứ trôi đi và giảng thì không có tương tác với con, và nhiều khi con ngồi con chưa hiểu mà thầy cô lại cứ đến phần tiếp theo, bởi vì rõ ràng là chúng ta đâu có gặp trực tiếp các con đúng không ạ? Khi dạy thì các thầy cô nhìn vào mắt này, nhìn vào biểu hiện là biết em là đang có vấn đề gì, cần giúp đỡ hay không. Đấy là câu chuyện rất là quan trọng khi mà chúng ta được tương tác với các con. Vậy với dạy online làm thế nào để có thể giải quyết được cái vấn đề khó khăn như vậy? Ở bên trường mình thì giải quyết như thế nào? Chị Thủy cho vài ý kiến ạ. Thực ra thì những cái khó khăn mà học sinh và phụ huynh nêu ra thì nó rất là đúng. Nhưng nó chỉ đúng trong trường hợp mà các con đang tham gia các cái bài học trên truyền hình. Thế còn hiện nay nó có rất nhiều các cái công cụ mà cho phép là giáo viên và học sinh tương tác trực tiếp với nhau trên mạng Internet. Ví dụ như trường tôi, khi mà kể từ khi nhận được cái quyết định của Bộ và Sở Giáo dục là công nhận cái chương trình dạy học online, thì chúng tôi đang sử dụng cái công cụ là Microsoft Teams. Thì trên cái lớp học ảo này, trên lớp học trực tuyến này, thì chúng tôi cho phép học sinh và giáo viên có thể tương tác trao đổi. Những cái lúc nào mà học sinh cảm thấy là cái tốc độ dạy học của giáo viên quá nhanh, hoặc là cái chỗ nào đấy học sinh chưa hiểu, thì học sinh và giáo viên hoàn toàn có thể tương tác được online với nhau. Ngoài ra là ngoài cái thời gian đó thì nếu như còn gì khúc mắc thì nhà thầy cô sẵn sàng giải đáp thông qua các cái công cụ hỗ trợ khác, nhưng như trên cái công cụ là chat trên Teams cho phép là học sinh trao đổi với giáo viên khi mà kể cả là các con cái giờ đã hết kết thúc rồi. Như vậy rõ ràng là dạy online thì thầy cô lại vất vả hơn là dạy truyền thống đúng không ạ? Phải dành nhiều thời gian hơn cho các con chứ, vì là ngoài dạy để xong lại còn tương tác rất là nhiều qua các kênh online. Cái này online thực ra là nó cái gì nó cũng có yếu điểm của nó, nhưng mà nó cũng có những cái điểm mạnh mà cái phương thức truyền thống không thể nào so được đâu. Ví dụ như với học sinh ấy, thì nó cho các em cái sự tiết kiệm rất cao về mặt thời gian và tiền bạc, cái đó rõ rồi. Thứ hai là nó cho các em cái sự tức là một cái tự do hoàn toàn trong việc học. Ví dụ như các bạn theo dõi trên truyền hình thì hơi khó bởi vì chương trình bị giới hạn thời gian và nó trôi đi một chiều như thế này. Nhưng hầu hết các cái chương trình đó đều được lưu lại trên các cái hệ thống như là các cái kênh đó. Và có cái bài rất rõ ràng và các em có thể xem đi xem lại rất là nhiều lần. Và tiếp theo thì cái việc mà trao đổi trong quá trình học tập thì ngoài các cái chatbot ấy, các cái chỗ trao đổi phía dưới các video, thì giáo viên hoàn toàn có thể tổ chức các cái phòng meeting, các phòng học, các phòng thảo luận vân vân, và cái công cụ hiện bây giờ cho phép làm được mọi thứ. Thực ra vấn đề đó là do cái vấn đề lớn nhất bây giờ ấy, một là do các em học sinh của chúng ta chưa quen với cách này, các em chưa kiểm soát được thời gian và cái sự chủ động cũng như là cái ý thức học tập nó đang thấp, trong khi là các cái mà thu hút sự chú ý của các em thì nó lại quá nhiều luôn, thì có đó phải hướng dẫn cho các em các kỹ năng đó. Thế còn ở góc độ lớn hơn nữa, đó là thầy cô chúng ta cũng chưa quen với cái này, chẳng hạn như là làm các cái bài giảng trực tuyến nó phải khác, thì thầy cô lại vẫn dạy theo cách giống như ở nhà trường thì nó chưa quen, cho nên chúng ta phải học cách làm các cái bài giảng trực tuyến nó khác đi. Bởi vì phương thức dạy khác là sẽ cái cách là tổ chức kiến thức và tổ chức hoạt động cũng sẽ phải khác theo đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác như vậy. Và chúng ta phải giải quyết tất cả cùng một lúc, cho nên nó hơi bối rối. Lúc nãy chị Minh có nói là tôi lạc quan quá, thực ra không phải lạc quan đâu, mà tôi nhìn chính xác kinh nghiệm Việt Nam cũng như là quốc tế, và tôi nhìn cái đó ở cái góc tôi độ đồng ý với anh học. Đúng rồi. Bởi vì tôi cũng quan niệm là nếu chúng ta nhìn thấy mọi vật ở khía cạnh lạc quan thì chúng ta sẽ tìm được cách để vượt qua vấn đề, chứ nếu bi quan quá, khó làm không làm được thì chúng ta sẽ bị tắc ở đó. Nhưng mà đấy, những cái câu trả lời của anh Nam luôn khiến cho tôi lại thêm những cái băn khoăn để chúng ta bàn sâu về vấn đề này. Đúng là cái việc học online cho các em những cái cơ hội là chủ động hơn này, tự do hơn. Nhưng mà ngược trở lại cũng có những câu chuyện ngoài lề các con chia sẻ là chả cần phải nghiêm túc gì cả. Có khi ngủ dậy vừa chui ra khỏi chăn, chưa đánh răng rửa mặt đã ngồi học một điểm danh. Vâng, em đây một thằng rất là gật gù. Hoặc là đang chưa nghiêm túc gì cả, có khi cả các thầy cô cũng không biết chẳng hạn. Thêm một cái nữa là như anh chị biết là bước chân vào cái thế giới online có rất nhiều thứ. Click một cái là đã dẫn mình sang một cái thế giới khác rồi, ngoặt sang rồi, và nó hấp dẫn hơn cái chuyện là ngồi để học.
Hơn nữa là vấn đề kiểm soát mình làm sao để tập trung thì tôi nghĩ nó cũng là một cái thứ thách thức để các con làm sao mà kiểm soát được mình. Như vậy thì ở phía cạnh các thầy cô nghĩ là mình nên có những cái giải pháp như thế nào để có thể kiểm soát và đảm bảo cái việc dạy và học online nó thực sự là hiệu quả với các con? Thực ra thì theo quan điểm của tôi thì dù là chúng ta học offline hay học online thì chúng ta cũng phải có những cái quy tắc nhất định. Đặc biệt là ở phía nhà trường thì cần đưa ra các quy tắc nhất định. Ở trường của chúng tôi thì ngay từ khi mà bắt đầu triển khai cái chương trình dạy học online, nghĩa là bắt đầu từ tuần sau đấy ạ, thì là chúng tôi đã đưa ra các cái bộ quy tắc ứng xử cho cả giáo viên và học sinh, các cái hướng dẫn rất là cụ thể là khi mà tổ chức dạy học online nó sẽ khác offline như nào, cách tổ chức bài giảng, thiết kế bài giảng nó khác như nào, và chúng tôi đã có cái thời gian khá là dài để tập huấn cho giáo viên cái việc này trước khi mà các thầy cô bắt tay vào việc dạy học online cho các con. Nhưng trước khi có tình huống này xảy ra thì ở nhà trường đã bao giờ áp dụng những cái phần mềm online để có thể tương tác linh hoạt với học sinh không, hay là mình vẫn chủ yếu duy trì hình thức là truyền thống thôi ạ? Cái hình thức tổ chức dạy học ở nhà trường thì chủ yếu vẫn theo cái hình thức truyền thống là mặt đối mặt. Tuy nhiên thì có một bộ phận giáo viên người ta vẫn sử dụng các cái hình thức dạy học kết hợp, ví dụ như kết hợp giữa online và offline. Đặc biệt là trong cái bộ môn tiếng Anh của chúng tôi thì các thầy cô sử dụng các cái công cụ hỗ trợ dạy học thông qua công nghệ thông tin và truyền thông rất là nhiều. Tuy nhiên là có một cái chiến lược dài hạn để mà dạy học online như hiện nay thì quả thực là chúng tôi cũng giống như đa số các trường khác là chúng tôi cũng rơi vào cái thế bị động. Đấy là học nhá. Thế còn vấn đề thi và đánh giá. Chúng ta sẽ phải có những bài kiểm tra đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải chấm bài các con. Cái này khi mà nói về online thì nó có nhiều cấp độ khác nhau. Và ở Việt Nam thì nó mới bắt đầu từ cấp độ thấp nhất thôi. Tức là nhà trường sử dụng các kênh online để phân phối nội dung và thầy cô bắt đầu học cách tổ chức lớp học. Đó là cái phiên bản đầu tiên. Xong đến sau này thì khi chúng ta bắt đầu tổ chức phối hợp giữa hai hình thức bắt buộc trong nhà trường. Cái gì có thể online được chúng ta phải online hết. Và cái gì mà phải giải quyết trực tiếp ở nhà trường thì chúng ta giải quyết. Đó, thì rồi cái chuyện là ví dụ như thi đánh giá chẳng hạn thì cái phần nào chúng ta có thể online được, phần nào chúng ta phải thi trực tiếp. Ví dụ như thực hành chẳng hạn. Lúc bây giờ online là một cái bắt buộc, một cái phối hợp, một cách hữu cơ trong cái chương trình dạy học của nhà trường. Đó, và sau này chúng ta có thể vận dụng cái trình độ cao hơn, ví dụ như là các cái lớp học ngược, thậm chí người học chủ động trong quá trình học, sau đấy thì mới đến thảo luận rồi trình bày seminar các kiểu. Như vậy nó có nhiều trình độ và chúng ta mới bắt đầu ở cái giai đoạn đầu tiên. Và chúng ta tất nhiên là gặp nhiều vấn đề cho nên chúng ta phải giải quyết từng khúc một. Ví dụ như là chỗ chị Thủy nói là thầy cô phải được tập huấn rất kỹ, đúng không? Trong cái cách giảng bài, các cách xuất hiện trước ống kính cũng như là cái cách... Cái quy tắc. Đúng rồi, quy tắc ứng xử rồi kích thích học sinh học tập như nào, kiểm soát thời gian của các con như nào. Bởi vì trong một cái môi trường mà giáo dục online nó phát triển ở trình độ cao thì chúng ta không quá quan tâm đến vấn đề người học học lúc nào đâu. Các em được quyền tự do hoàn toàn lựa chọn thời gian học tập, chương trình học và học theo tốc độ của mình. Nhưng ở chúng ta vì vừa phải làm nội dung, vừa phải dạy các con làm quen với cái đó, cho nên chúng ta phải làm tất cả mọi thứ. Và ban đầu thì nó phải kỷ luật hơn một chút, điều đó rất dễ hiểu. Đúng rồi, bởi vì là cái câu chuyện chuyển từ truyền thống sang online mà trong một thời gian ngắn này chúng ta lại không chủ động cho điều đấy này. Các thầy cô đã phải gánh thêm rất là nhiều và cùng một lúc là học thêm nhiều kỹ năng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì như tôi quan sát thì khi mà dạy thì giáo viên bao quát lớp mình là hình chữ U đúng không chị Thủy? Nhìn góc này góc kia vào một cái hình chữ U. Thế nhưng mà khi dạy online thì chúng ta chỉ nhìn có một điểm thôi ạ. Rất nhiều cô giáo chia sẻ với chúng tôi là riêng cái việc đấy thôi đã làm mà chúng tôi cảm thấy rất là vất vả. Vì tôi phải nhìn vào một cái ống kính mà không có ánh mắt của các con. Khi mà dạy các con có đang cúi xuống hay quay ngang quay người trò chuyện chúng tôi vẫn cảm thấy một cái sự ấm áp kết nối. Thế nhưng mà khi mà dạy online là chỉ có ống kính đen đen ở phía trước. Chia sẻ như vậy thôi nhưng mà còn nhiều yếu tố khác để các thầy cô cũng đang phải vất vả chuyển mình. Và chúng tôi thì rất là ghi nhận tất cả những sự nỗ lực đấy của các thầy cô. Tuy nhiên còn một câu chuyện rộng hơn đấy là nỗ lực của từng nhà trường. Nhưng câu chuyện giữa các nhà trường nhất cả hệ thống giáo dục của chúng ta nó liên quan đến việc thi tốt nghiệp tới đây như thế nào. Thì không biết là hai thầy cô có đề xuất gì trong hình thức là tổ chức thi hay là công nhận tốt nghiệp cho các con lớp 9 và lớp 12 không ạ? Lớp 9 và lớp 12 thì như thế này. Thực ra là chúng ta có lựa chọn tùy theo tình huống thôi. Ví dụ như là nếu mà chúng ta sắp tới để đi học luôn thì chúng ta phải tính làm sao, vì thời gian chúng ta vẫn còn, lùi hết đến khoảng độ cuối tháng 8 thì chúng ta vẫn còn, thì chúng ta vẫn dạy theo đúng trình tự thôi. Chúng ta dịch cái năm học đi thì không sao cả, chúng ta lùi các lịch thi thôi. Nhưng nếu mà tình huống xảy ra nó tệ hơn một chút thì có thể chúng ta phải cắt bớt chương trình. Và khi cắt bớt chương trình thì chúng ta sẽ phải sao? Chúng ta phải đơn giản hóa nội dung còn lại để cho nó phù hợp với thời gian chúng ta có. Xong rồi điều chỉnh cái phần đề thi làm sao cho nó phù hợp. Và cái phần chúng ta cắt đi thì có nghĩa là chúng ta không dạy thì phải tổ chức làm sao để các em có cơ hội để mà học cái đó thông qua các nội dung online, đúng không ạ? Bởi vì cái đó là chương trình phổ thông và nó đã được tối ưu hóa rồi, chúng ta không thể bỏ cái nào cả. Thì chúng ta phải tạo điều kiện để cho học sinh chúng ta học cái đó. Và nó hoàn toàn phụ thuộc vào
sắp tới như thế nào nữa chứ chưa thể nói được luôn. Và như chúng ta cũng còn chia sẻ với nhau những cái đề xuất, những cái quan điểm của mình, thì cái cạnh của cô Thủy thì cô nghĩ sao? Thực ra thì hiện nay cũng có một số cái ý kiến trao đổi liên quan đến việc là chúng ta có thể bỏ cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thay bằng vào đó là xét cái học bạ. Đấy cũng là một đề xuất mà chúng ta và các cơ quan chủ quản có thể nghiên cứu. Hai nữa là cái đề xuất là bỏ bớt cái bài thi tổ hợp, tức là chỉ tập trung vào ba môn chính là toán, văn và tiếng ngoại ngữ thôi. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì cái đề xuất là mà bỏ bớt cái bài tổ hợp đi thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái đề xuất cần phải cân nhắc rất là kỹ. Bởi vì khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa vào hệ thống hai cái bài thi tự chọn này thì mục đích là để dựa trên cái nền tảng cái thế mạnh của từng học sinh, là những bạn mà có thế mạnh ở khoa học xã hội hay những bạn có thế mạnh khoa học tự nhiên, và điều này nó có ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia chung của các bạn. Cho nên là có thể chúng ta giới hạn lại cái nội dung thi thôi chứ chúng ta không nên bỏ nó đi. Ở đây có cái điểm phải phân biệt. Cái đề thi ấy, đặc biệt là đề thi trung học phổ thông quốc gia ấy, thì nó có hai phần. Một phần là đánh giá cái kết quả tốt nghiệp, cũng nghĩa là đánh giá những điều để các em đã học được ở trong chương trình phổ thông của chúng ta. Thì cái phần đó thì các em học bao nhiêu chúng ta đánh giá bấy nhiêu. Có gì đâu. Mà nếu mà thiếu đi 2-3 tháng thì chúng ta đánh giá phần còn lại, chúng ta chỉ cần điều chỉnh nội dung. Cái phần khó hơn đó là cái phần mà lấy kết quả để tuyển sinh đầu vào các đại học. Thì phần này khó. Nhưng suy cho cùng, đó là một kỳ thi tuyển. Một kỳ thi tuyển thì cái việc đề nó ra như thế nào, thực ra miễn là nó dàn được thí sinh trên thang năng lực là được. Và các đại học nhặt từ trên xuống. Vậy thì chúng ta trừ những cái chỗ nào mà các em có thể chúng ta cắt thì chúng ta không hỏi. Nhưng những phần khác chúng ta vẫn có thể hỏi một cách khó hơn cơ mà. Cho nên cái vấn đề chỉ là làm đề thế nào cho nó phù hợp và giải thích được để cho xã hội hiểu thôi. Đấy. Và còn ở góc độ học sinh, các em sẽ rất lo. Nhưng mà đôi khi cái lo của các em thực ra nó cũng không quan trọng lắm. Vì này, nó quan trọng nhưng mà nó không thực lắm. Bởi vì cái vấn đề nó xảy ra với tất cả mọi người, cả đất nước chúng ta luôn, tất cả các bạn học sinh đều gặp vấn đề đó. Thì các em mà cố gắng hơn, các em chăm chỉ hơn, có kỷ luật hơn thì kết quả sẽ cao hơn. Thế thôi. Ý anh Nam là khó cũng là khó chung, mà dễ cũng là dễ chung, đúng không ạ? Đúng rồi. Tất cả chúng ta, hàng triệu học sinh và hàng triệu giáo viên cùng trong một tình huống như nhau. Thế cho nên mọi sự đánh giá về cơ bản nó cũng sẽ vẫn cứ là giữ một cái mức công bằng nhất định. Chúng ta đang ngồi ở thành phố, chúng ta đang nói câu chuyện của thành phố, của những cái người tiếp cận công nghệ thông tin rất dễ. Việc có một cái smartphone hay có một chiếc máy tính kết nối mạng và mạng chạy do là rất dễ. Nhưng với câu chuyện của những vùng sâu vùng xa, nơi học sinh đến trường được cũng là cả một cái nỗ lực của giáo viên để thuyết phục gia đình cho các con đi. Và với những giáo viên thì việc lo đủ một cái cuộc sống mà đạm bạc qua ngày ở nơi vùng sâu vùng xa rất là khó. Ở nơi mà phải trèo lên đỉnh núi cao nhất để giơ điện thoại lên mới bắt được sóng. Thế thì cái câu chuyện dạy online ở đây sẽ là như thế nào? Và vấn đề công bằng trong việc học và thi đặt ra sao ạ? Bây giờ cái này về công bằng ấy, thì cái công bằng tốt nhất là chúng ta tạo ra cái cơ hội để mọi người đều tiếp cận được đến cái đó. Thì cái này hiện bây giờ đang hơi khó bởi vì sự chênh lệch quá lớn về điều kiện kỹ thuật, kinh tế v.v. Thì cái điều đó là chúng ta phải nỗ lực làm sao để những cái nơi mà có điều kiện thấp nhất thì có thể có điều kiện để mà khắc phục được phần nào hay phần đó. Thế thì ở góc độ làm việc thực tế thì tôi cũng biết là ở rất nhiều các trường ở các vùng sâu vùng xa đó thì các thầy cô đã có cách, chẳng hạn như in các tài liệu viết một cách rất là dễ hiểu, xong đấy thì phát cho học sinh đi đến từng nhà một để đưa cho các em học, sau đó thì đưa bài tập các kiểu đấy. Nhưng mà chắc chắn là cái khoảng cách giữa thành phố và những vùng đấy nó quá xa luôn, và chúng ta phải cố gắng hỗ trợ các vùng đó. Nhưng trong quá trình biên soạn đề cũng như tổ chức thi cử ấy thì chúng ta phải tính cái yếu tố này, tức là cái phần nào mà học sinh thành phố có thể tiếp cận được online tốt hơn thì chúng ta không được đưa vào các kỳ thi chung, bởi vì nó tạo ra một cái sự bất công. Thì chúng ta lại tập trung vào những chỗ mà tránh những chỗ đó ra. Và cái này những người làm đề phải rất lưu ý. Thế còn đã học online trực tuyến mà không có mạng internet, không có điện thoại thì chịu, không để học được. Lúc bây giờ lại phải giải quyết bằng các giải pháp như lúc nãy tôi nói thôi. Thực ra thì tôi thấy hiện nay trên cái sóng truyền hình của VTV7 ấy, thì cũng đang phát các cái chương trình dạy học, đặc biệt là dành cho đối tượng học sinh lớp 9 và lớp 12. Thì tôi thấy đây cũng là một cái kênh mà nó chính thống và nó cũng được tổ chức dạy học rất là tốt. Và nó là cái cơ sở để học sinh lớp 9 và lớp 12 ở những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn hơn vùng thành phố ấy, có thể tiếp cận được cái giáo dục mà không bị chậm hơn so với các bạn ở học sinh ở thành phố. Tuy nhiên thì tôi cũng đồng ý với anh Nam là đúng là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng phải đưa ra các cái giải pháp làm nào đấy để có cái sự công bằng giữa các cái đối tượng học sinh ở các cái điều kiện kinh tế khác nhau. Thực sự đúng là giai đoạn này rất là chia sẻ với các thầy cô, bởi vì trong hoạt động bình thường thì các câu chuyện thi cử làm chúng ta cũng đã rất là đau đầu rồi. Đau đầu là vì lo lắng
làm sao để mang đến một cái sự thuận tiện nhưng cũng phải chính xác và công bằng cho các con. Mà trong điều kiện hiện nay nữa thì nó lại càng đặt ra những cái khó khăn và những thách thức. Mà hy vọng là tất cả chúng ta thì cũng sẽ vượt qua thôi, bởi vì là cũng có nhiều kênh để hỗ trợ ạ. Như cô Thủy vừa nói là có kênh VTV7 hay Đài Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình ở nhiều địa phương khác cũng đã phát sóng những cái chương trình để hỗ trợ ôn tập cho các bạn học sinh lớp 9 hoặc là lớp 12, và cũng có nhiều những chương trình dạy học online gặp cái thời điểm này dường như là nở rộ hơn, có nhiều cách thức để chúng ta có thể học và tiếp thu kiến thức. Sẽ cùng theo dõi một clip sau đây để quý vị nắm bắt rõ hơn là hiện nay học online đang được diễn ra như thế nào nhé. Hiện nay, học trực tuyến bao gồm hai hình thức chính. Một, học qua truyền hình. Trên kênh VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 đã và đang được lên sóng vào 12 giờ và 22 giờ các ngày trong tuần. Chương trình bao gồm 16 bài giảng về môn toán, ngữ văn và 26 bài giảng môn tiếng Anh. Các học sinh tại Hà Nội còn có thể theo dõi các bài giảng dành cho khối 4 đến khối 12 trên kênh 1 và kênh 2 Đài Truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, học sinh có thể xem lại các bài giảng trên trang web có địa chỉ hanoitv.vn hoặc trang hanoiclicks.vn. 2. Học qua các ứng dụng trực tuyến Zoom Meeting hay Quada. Các ứng dụng này cho phép học sinh và giáo viên có thể trao đổi trực tiếp. Giáo viên sẽ thuận tiện hơn trong việc kết nối nhiều người học cùng một lúc. Đặc biệt, chỉ cần một chiếc máy tính, smartphone để kết nối Internet, người học hoàn toàn có thể học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Và để giải quyết vấn đề tương tác giữa thầy cô như các bạn học sinh mong muốn, hiện nay, các trường cũng yêu cầu giáo viên duy trì liên lạc với học sinh thông qua các ứng dụng như Skype, Zalo, Facebook, Viber để ôn tập, củng cố kiến thức, hoặc thầy cô cũng có thể livestream, quay video bài giảng gửi cho học sinh. Với tình hình hiện nay, những hình thức học trực tuyến được cho là giải pháp tối ưu nhất và được dự đoán sẽ tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ trong tương lai. Vâng, vừa với Việt Nam thì bây giờ chúng ta mới nói nhiều đến dạy và học trực tuyến. Còn đối với các nước khác trên thế giới thì đây là câu chuyện nó đã trở nên khá là quen thuộc rồi. Đấy cũng là lý do vì sao mà trong một cái tình huống rất là bất thường như thế này, chúng ta ngay lập tức có rất là nhiều phần mềm để hỗ trợ cho việc dạy học trực tuyến. Tuy nhiên công cụ chỉ là một phần thôi đúng không ạ? Điều quan trọng là chúng ta sử dụng công cụ đó như thế nào và các con học ra sao để hiệu quả. Thì trong những phần cuối cùng trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì rất là muốn cô Thủy cũng như là thầy Nam cùng chia sẻ với khán giả, đặc biệt là các bạn học sinh, những cái bí quyết, những cách nào đấy để việc học online của các con tuy rằng là tự do, tuy rằng là tự về quản lý bản thân thật đấy nhưng vẫn hiệu quả. Bây giờ, mời chị. Thực ra thì khi mà dạy học online ấy, thì cái kỹ năng tự học của học sinh rất là tốt. Học sinh phải biết rằng là trong cái giờ nhất định đấy thì mình sẽ học cái gì và chuẩn bị tất cả các cái đồ dùng, dụng cụ học tập theo những yêu cầu. Và chúng ta sẽ phải... Thực ra nó giống như là chị Minh và anh Nam cũng đã nói đấy ạ. Thì nó là cái kỹ năng thôi. Mà kỹ năng thì đòi hỏi học sinh phải làm rất là nhiều mới quen được là cái kỹ năng tự học và tự quản lý bản thân như nào cho tốt. Cho nên điều quan trọng tôi khuyên các bạn học sinh đó là phải tập rèn luyện cho mình một cái kỹ năng tự học và tự quản lý bản thân thật là tốt. Sau đó thì đến cái phần thứ hai liên quan đến việc là các bạn phải xác định được cái mục tiêu học tập rất là rõ ràng. Bởi vì bây giờ nếu như trong tình trạng mà chúng ta kéo dài cái thời gian nghỉ chống dịch nó dài hơn ấy, thì các con không có cách nào khác là chúng ta sẽ phải học tập thông qua các cái kênh hoặc là trên TV, truyền hình hoặc là qua cái kênh trực tiếp của nhà trường. Và đó nó là một trong những cái kênh mà cung cấp cái kiến thức học tập và các con có thể sử dụng cái kiến thức đó để thi. Và cái kết quả thi đó nó ảnh hưởng tới cái kết quả học tập của các con. Cho nên con xác định là đây không phải là học để chơi nữa rồi, mà học thực sự là để đạt được cái mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi, và từ đó để làm cái cơ sở để con tham gia các cái kỳ thi rất là quan trọng. Đó thì tôi có hai cái lời khuyên như vậy. Vâng. Đúng là với các con rất là nhiều con thì vẫn lướt web này, vẫn vào mạng truy cập thông tin một cách bình thường, thậm chí là lấy kiến thức chỗ này thơ chỗ đọ lên để chém gió và viết caption của mình rất là deep. Thế nhưng mà để mà thực sự đưa vào khuôn khổ để học và hướng tới những cái mục tiêu rất là cụ thể như chị Thủy vừa nói thì các con cũng cần có những cái lời khuyên đấy ạ. Tiếp tục với ý kiến của anh Nam. Cái này thực ra khi mà chúng ta khuyên các con là phải cố gắng để mà tự học tốt hơn thì nó không có giải pháp, các em không làm được. Thế là tại sao mà tôi đi dạy, tôi cứ hay dạy kỹ thuật mà tôi không quá nặng nề về cái vấn đề khuyên cái gì. Ví dụ này, các em phải nhớ một điều là khi mà các em có sự tự do thì bắt đầu sẽ có sự phân tách giữa cá nhân xuất sắc nhất và cái cá nhân mà kém nhất trong cái chuyện đó. Cho nên cái khoảng cách rất xa. Trong khi chúng ta đang chơi thì cái bạn khác ấy, bạn ấy đang tập trung, và cái người kém nhất và cái người khá nhất nó sẽ cách nhau cực xa luôn. Và đây là vấn đề rất lớn của dạy học trực tuyến. Đó, thì các em cần phải biết điều này để mà tổ chức việc học. Thế còn trong quá trình học thì kể cả thầy Nam cũng thế thôi. Nếu như mà thầy để buông
cho cái cảm xúc mình thoải mái thì sẽ lướt Facebook rồi đọc báo các kiểu, và cuối cùng cứ 5 phút lại phải quay ra xem có tin nhắn không, vân vân. Và cái đó nó rất là phân tán, mặc dù chúng ta biết cái việc học quan trọng thế nào. Thì có những cái kỹ thuật cụ thể, ví dụ nhé, cá nhân thầy bây giờ vẫn áp dụng luôn đấy, tức là mình chia thời gian thành từng khúc. Hiện bây giờ trên thế giới nó có một cái kỹ thuật rất đơn giản mà các em có thể vận dụng được, đó là cái Pomodoro đấy, tức là chia thời gian làm việc ra từng 20 phút, 25 phút một, sau đó mới nghỉ. Thì các em luyện làm sao để đã ngồi học một nội dung nào thì trong vòng 25 phút không làm gì khác. Xong 20, nó dừng lại. 25 ạ. Không, thực ra nó tương đối thôi, đúng là 25 nhưng mà nó tương đối thôi, nó tùy từng người vì nó phụ thuộc vào tâm lý. Nhưng mà các em đừng bao giờ mà để cho nó phân tán nhiều việc cùng một lúc. Đấy thì học hết cái khúc đó xong mới làm cái khác. Ví dụ như là muốn vào toilet lắm hay muốn đi uống nước lắm hay muốn làm gì mà đã ngồi học bài giảng của thầy Nam rồi chẳng hạn thì phải ngồi hết 20 phút mới đứng dậy và luyện dần quen cái đó đi. Thế còn một cách dài hạn hơn ấy, thì các em phải lên kế hoạch. Ví dụ như ngày hôm nay các em định học một cái môn mấy giờ, ví dụ môn hóa 1 tiếng, môn lý 1 tiếng, môn toán 1 tiếng nhận, thì phải đưa cả cái thời gian vui chơi vào các cái đó. Và đừng có lên một cái thời gian biểu nó quá khủng khiếp, nó quá chặt vì mình không thực hiện được. Mình hãy làm rất là lỏng thôi và nó có tính khả thi, xong mình thực hiện theo đúng trình tự. Và cái quá trình đó đấy, nếu mà mình làm chưa được tốt thì phải nhờ bố mẹ và mọi người nhắc, đúng không? Ví dụ như là mẹ học bố, và thậm chí nó thực thầy đã từng khuyên rất nhiều các bạn phụ huynh ấy là trong những ngày đầu các con mới học trực tuyến thì nên tham gia cùng các con, rồi hỗ trợ các con cái lịch và hướng dẫn các con cái cách ghi chép và tham gia vì ban đầu rất khó. Nhưng mà sau khoảng 20 ngày... Phụ huynh làm sao hướng dẫn được cách ghi chép bây giờ? Có cái cách học, phụ huynh thì có cái điểm như này này là họ có thể học được. Ví dụ như khi nghe các cô nói thì mình sẽ ghi, xong tạm dừng lại, mình nghe lại, mình lại ghi lại, rồi có câu hỏi mình ghi, sau đó thì mình vào các phòng meeting mình thảo luận, hỏi. Và cái đó thì phụ huynh phải biết tự học chứ, nếu không làm sao đòi con mình biết được. Để quay trở về đại học phổ thông và quên hết toàn bộ cái kiến thức nào đạo hàm rồi hàm số đô thị, đúng không ạ? Phương pháp thôi, mình không nói về nội dung vì chúng ta không có thời gian để ngồi với các con suốt. Nghĩa là nhưng ý mình hỗ trợ anh là ban pháp. Đầu là phụ huynh cũng có thể đồng hành với các con, đúng rồi, không đúng rồi. Đặc biệt là học sinh nhỏ tuổi thời gian là... nhắc nhở gọi các con dậy, rồi xem làm được bài tập hay không, rồi tìm cách giải quyết cùng với các con, và trong khoảng độ gần 1 tháng thì dần dần tập một cái thói quen và có đó cũng phải tập luyện. Thế còn cái góc độ giáo viên này thì rất khó, vì đa số các cái khó khăn của học sinh bây giờ đều xuất phát phần lớn là do cái kỹ năng sư phạm trực tuyến của giáo viên đang hơi thấp. Ví dụ như thầy cô dạy một bài hàng giờ đồng hồ và học sinh nó ngồi và nó rất mệt, lại cũng bắt các con học y hệt như là học ở lớp, xuất hiện đúng giờ để điểm danh vân vân, thì cái đó thực ra nó học trực tuyến nó không nên như thế. Nhưng mà cái câu chuyện là tôi nghĩ là khi như giáo viên chuyển mình được sang dạy online, nó là cả một cái sự nỗ lực rất là đúng lớn rồi. Bởi vì ngay ban đầu là không ai ép các thầy cô phải làm thế. Và tôi nghĩ chúng ta luôn trân trọng và ghi nhận tất cả những cái điều mà thầy cô đang nỗ lực. Còn với hai lời khuyên từ phía anh Nam cũng như cái lời khuyên từ phía của chị Thủy, tôi nghĩ là nó cần đến cả hai đấy ạ. Tự mình phải đưa mình vào kỷ luật, và đâu đấy phụ huynh có thể hỗ trợ thêm cho mình. Tôi nghĩ là dần dần mưa dầm thấm lâu, một cái nếp mới nó sẽ được hình thành. Và biết đâu đấy sau đây thì câu chuyện dạy và học online nó trở nên rất là thân thuộc, và nhà trường lại có thêm cái kênh khác nhau ứng với từng cái đơn vị nội dung kiến thức khác nhau, để có cái hình thức tổ chức dạy học cho các con. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe hai thầy cô chia sẻ một vài những cái kỹ thuật, một vài những cái bí quyết để làm sao học online cho hiệu quả. Còn bây giờ chương trình cũng muốn gửi tới quý vị một clip ngắn chia sẻ thêm những kinh nghiệm như vậy. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng kết lại, để học trực tuyến hiệu quả, người học nên tạo không gian học, đảm bảo nơi học yên tĩnh, ngăn nắp. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử khi học để tránh bị gián đoạn và phân tâm. Lập kế hoạch học tập chi tiết, xem lại, đọc lại bài học, chủ động liên lạc với thầy cô khi chưa hiểu bài. Một chuyên gia cũng khẳng định về những bí quyết học trực tuyến hiệu quả. Hiệu quả của chương trình đào tạo từ xa là nó mang đến cho người học mọi lúc, mọi nơi, mọi cấp độ học khác nhau, mọi người được quyền bình đẳng trước giáo dục. Và thực sự ra đó, đào tạo từ xa đó, thông qua mạng phát thanh truyền hình cũng như là mạng online đó, thì có nhiều cấp học, nhiều hình thức học khác nhau, và miễn chỗ nào nó có mạng thì ở đó có thể học được. Và cái tác động của nó là một cái xã hội học hành, tất cả mọi người đều tham gia cho một cái đào tạo chung để lấy kiến thức làm tốt hơn cho cuộc sống của mình và xã hội. Chúc các em sẽ áp dụng hiệu quả phương pháp học tập này.